Bà Phạm Thị Dùng ở quận Long Biên, Hà Nội bị ung thư vú và đã phải trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất khiến cho tóc bà rụng đi. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn người phụ nữ này khao khát có được một mái tóc đẹp. Bà là một trong những người đầu tiên tham gia sự kiện này. Cái tự nó mọc 3-4 tháng nay rồi đấy, thì nó có lù xù ra đấy, cứ suốt ngày phải chải phải vuốt nhưng mà nó vẫn không được vào lớp. Thì định đi là sửa, để hôm trước khi đi rồi thì ở nhà các con nó bảo thôi mẹ ơi đi nốt đợt này về thì mình sửa sau. Thế thì mình sang đây thì lại vừa gặp luôn, cũng may thì đi. Em sẽ tiến hành những cái kiểu đầu đơn giản nhất và cũng mang tính chất nghệ thuật cao để cho các cô khi mà các cô nằm ngủ hoặc là mệt mỏi trong người có nằm thì nó đến lúc dậy nó vẫn cảm giác cơ thể mình nó khỏe khoắn chứ nó không bị ốm yếu như những cái đầu cô đang để như này. Em sẽ tiến hành cắt những cái đầu đơn giản nhất. Ngay từ sớm đã có hàng trăm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã có mặt tại điểm cắt tóc miễn phí tại Bệnh viện Ung bướu Trung ương để đăng ký cắt tóc. Gần 20 nhà tạo mẫu tóc và những tay kéo trẻ của thủ đô Hà Nội đã hưởng ứng lời kêu gọi của câu lạc bộ Hoa Ưu Đàm, Nhịp cầu nhân ái để tham gia chương trình trong dịp 8 tháng 3 này. Hạnh phúc, xúc động là những cảm xúc chung của cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những tay kéo này. Cô cảm thấy ưng ý tại nó gọn gàng quá. Nó gọn gàng đây này, trông nó không bị lù bù, lại xinh hẳn ra. Rất là phấn khởi và vào đây tiện sửa lại cho đẹp. Cảm ơn chương trình mà mình rất ưa là chương trình đã có cái để làm cái tóc của mình nó sạch sẽ và nó gọn gàng hơn. Thì mỗi một lần mà đi cắt như thế này thì là chúng tôi cảm thấy có một cái gì đó rất là hạnh phúc khi mà được chia sẻ cái lan tỏa cái sự yêu thương đến dành tặng cho những người thiệt thòi hơn mình. Và tất cả các nhân viên của tôi thì họ cũng đều rất là vui vẻ. Mỗi một đợt cắt tóc thiện nguyện như thế này thì các bạn cũng rất là vui và rất là hạnh phúc. Chị Cẩm Bào là một trong những người thành lập câu lạc bộ Hoa Ưu Đàm và cũng là bệnh nhân ung thư vú. Bản thân từng trải qua 63 đợt truyền hóa chất xuất phát từ những trải nghiệm của chính bản thân mình, nên chị đã đưa ra ý tưởng cắt tóc miễn phí cho các nữ bệnh nhân ung thư. Tất cả mọi người bệnh nhân, vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp bên ngoài đóng một vai trò rất là quan trọng, giúp cho tinh thần nghị lực họ vượt qua. Với một cái thông điệp là tất cả các bệnh nhân không phải là đến bệnh viện mà trở về ngôi nhà của mình. Và chương trình đấy đã được thực hiện ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, ở Viện K3. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3, cánh cửa Bệnh viện Ung bướu Hà Nội luôn mở rộng chào đón tất cả các bệnh nhân, người nhà cùng nắm chặt tay nhau trong quá trình điều trị. Cuộc sống là yêu thương và sẻ chia cho nhau. Từ những việc nhỏ như thế này, mỗi người chung một tấm lòng, chung một bàn tay, thì đau đớn của bệnh tật cũng như khó khăn của cuộc sống của những bệnh nhân này sẽ được vơi đi phần nào.